Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay nhân dịp mà sau khi làm mấy cái vlog, thế là cái máy tính của mình nó đang bị đầy. Chuẩn bị đi dọn ổ. Dọn ổ là đi xóa các cái file không cần thiết ấy. Ở cái ổ C với ổ D của mình thì mình sẽ nhân tiện mình nói về cái vấn đề làm cài đặt proxy ở trong phần mềm Filmora 10. Cài đặt như thế nào và xóa proxy ra sao để các bạn có thể edit được video 4K hay là 8K hay là gì đấy cho nó mượt. Thực ra thì nếu như mà các bạn lên mạng ấy, các bạn search là proxy trong các phần mềm làm video hoặc là proxy cho video thì các bạn sẽ ra được một cái thông tin rất là cơ bản, đó là proxy là gì. Proxy cho video nó là các cái file có dung lượng thấp hơn so với cái file video gốc để các bạn có thể edit được mượt mà hơn ở trong phần mềm. Nó đơn giản như thế thôi. Và trong các cái phần mềm chuyên nghiệp như là Premiere Pro, DaVinci Resolve hoặc là Filmora Pro các thứ ấy, Final Cut các thứ thì họ sẽ cho mình tạo cái proxy và cho mình tùy chọn là cái việc là tạo proxy dung lượng lớn bao nhiêu, chất lượng bao nhiêu, bitrate bao nhiêu. Tuy nhiên là trong Filmora 10 hoặc Filmora 9 ấy, thì cái việc tạo proxy đấy là cái phần mềm nó làm cho mình, và nó chỉ cho mình vài cái cài đặt thôi. Tức là nó sẽ không có cái gì mà nó mình có thể cài đặt cho nó kiểu nhỏ hơn hay thế này thế kia. Đấy, thì đấy là mấy cái hạn chế. Thế còn video gốc thì là gì? Video gốc hay có các bạn mà làm phim rồi là các cái YouTuber khác thì họ hay gọi là footage. Footage là tên tiếng Anh. Thế còn video gốc hay là gọi là short file hay là file gốc các thứ ấy, thì đấy là những cái video mà bạn quay trực tiếp từ các thiết bị của bạn như điện thoại này, GoPro này, máy ảnh này. Đấy, thì tức là những cái thiết bị quay thì nó ra các cái video đấy thì nó sẽ ra gọi là cái video gốc, chưa chỉnh sửa gì cả. Trong đấy nó sẽ có chứa là tỷ lệ khung hình này, kích thước video này, độ phân giải này, xong rồi bitrate này, số khung hình trên giây này, vân vân và vân vân. Và thường ấy, cái video đấy nó có chất lượng, tức là rất cả codec cơ điếc nữa, và chất lượng của các cái video đấy thì nó rất là cao, và nó dung lượng file nó rất là lớn. Sau khi bạn đưa vào edit chỉnh sửa rồi ấy, thì bạn phải xuất ra một cái file mà nó nhỏ hơn để có cái kết quả cuối cùng và bạn có thể giao cho khách hàng hoặc là up lên YouTube các thứ. Đây mình sẽ đưa cho các bạn ví dụ đây nhé. Đây là trên máy tính của mình. Mình sẽ vào cái file của mình quay bằng GoPro đây, tức là cái vlog đây. Hôm trước mình đi sân tinh cam, ví dụ đây, tất cả các cái này nó gọi là footage hoặc là short file. Thì ví dụ cái video này chẳng hạn là video MP4 thôi. MP4 nó là một cái định dạng file. Thế còn nó quay bằng GoPro, tức là GoPro là thiết bị quay. Thì mình kích chuột phải, mình chọn property thì mình sẽ xem được chi tiết của nó này. Như các bạn nhìn thấy ở đây, chi tiết ở đây tức là cái độ phân giải là 2K7, tức là 2704 x 1520, và cái frame rate là số khung hình trên giây là 23.98, nó tương đương với 24 khung hình trên giây. Và cái tổng bitrate của nó là 60.708 kbps. Ngoài ra nó còn có bitrate channel với audio sample này, các thứ linh tinh. Đó, tức là tất cả các cái thông tin về cái này, ví dụ quay bằng gì, GoPro, file MP4 rồi dung lượng là bao nhiêu byte này, tên file là gì các thứ đấy. Thì cái này nó gọi là file gốc. Đây nhé, mình sẽ cho các bạn ví dụ là cái file này là 152 MB, đúng không? Thì khi mà đưa tất cả cái này vào trong Filmora ấy, thì bạn Filmora nó sẽ tạo cho bạn cái proxy. Thì proxy ở trong Filmora thì mình sẽ search cho các bạn này, Wondershare nhé. Wondershare thiếu chữ S rồi. Đây, Wondershare. Trong phần mềm khi nó cài lên máy tính của bạn ấy thì bạn sẽ có một cái thư mục gọi là thư mục proxy. Đây là cái thư mục đấy. Thư mục proxy đây, các bạn nhìn thấy đây, ở đây nó là 10.2GB nhé. 10.2GB, trong đây nó tất cả các cái file mà mình đã tạo ra này từ hôm kia đến giờ. Đây là mình phóng to lên cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn này. Nó có rất nhiều file. Ví dụ cái file này nó cùng tên với cái file vừa rồi mình xem nhé. Đây, file vừa rồi cùng tên là GH017846 này. Đây, GH017846 này, đây chính là file này. Nhưng file này ấy, nó là 152 MB. Nhưng ở cái file proxy này ấy, thì nó chỉ có 41 MB thôi. Tức là dung lượng của nó nhỏ hơn rất nhiều. Thì để mà nó, tức là nó sẽ chứa ít dữ liệu hơn, và nó chỉ có những cái dữ liệu cơ bản thôi để bạn có thể edit video được thôi.
Đấy thì là Filmora nó sẽ tạo ra một cái folder đấy, folder proxy. Thì đây là folder proxy nhé, và nó đang ở trong ổ C của mình. Đấy là lý do vì sao mà cứ sau một thời gian edit video ấy, thì cái ổ C của mình nó sẽ đầy lên, đầy dần lên. Có một cái option là bạn có thể chọn ổ E, tức là chọn cái ổ khác, khác ổ C, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến ổ C. Đấy thì làm sao nhé, đấy là cái tạo proxy ở trong phần mềm nó tạo. Thì bây giờ bạn sẽ đi vào Filmora, ví dụ bạn ở trong Filmora nhé, đây là trong Filmora thì mình sẽ tạo một cái dự án mới để cài đặt cái proxy ở trong Filmora ấy. Thì các bạn sẽ đi đến phần này đây, đây là đến phần cài đặt, các bạn kích vào file, sau các bạn chọn phần preferences. Preferences thì trong ở đây nó sẽ có mấy cái tab này, trong cái tab performance, performance là nó liên quan đến proxy. Proxy ở đây bạn kéo xuống, bạn sẽ kéo xuống, bạn sẽ nhìn thấy chỗ này nó có một một cái dòng là proxy. Ở trong cái dòng proxy này ấy, thì nó sẽ có hai chỗ tùy chọn. Một là khi nào thì tạo proxy, tức là bạn sẽ phải cài đặt là khi nào mà cái video của bạn lớn hơn, ví dụ ở đây mình đang để là lớn hơn 720, tức là lớn hơn video định dạng HD. Thế còn là lớn hơn 1080 là Full HD, tức là lớn hơn Full HD 2K7, 4K thì mình sẽ tạo proxy. Ở đây mình có thể chọn như này, các bạn cũng có thể chọn như này, chọn 1080 để làm sao để cái máy tính của bạn có thể edit được mượt hơn, đúng không? Đấy là một là khi nào thì tạo proxy. Thứ hai nữa là cái thư mục tạo proxy phần mềm nó sẽ tạo ở đâu. Đây mặc định nó sẽ tạo một cái folder proxy ở cái bộ cài, thì ở đây là ổ C của mình nhá. Tí mình có thể đổi đi chỗ khác nhưng mà đây về mình không cần đổi. Còn các bạn muốn đổi đi chỗ khác thì các bạn chọn như này, bạn chọn cái ổ E, sau các bạn tạo ra một cái Filmora gì đấy, sau các bạn tạo một cái folder tên là proxy thì các bạn chuyển nó ra đấy. Thì đấy là cách để tạo, tức ở đây sẽ có là khi nào tạo proxy, và thứ hai nữa là cái nơi để lưu cái file proxy đó, và thứ ba nữa là bạn có clean, tức là bạn có xóa cái proxy đấy không. Thực ra phần mềm nó sẽ cho phép bạn là có thể chọn xóa ở đây, nhưng mà thường thì mình thấy là chọn xóa ở đây nó cũng không cần thiết, tại vì mình bao giờ cứ ổ của mình đầy thì mình sẽ vào mình tự xóa đó. Bạn kích vào ok. Như vậy là bạn đã có biết được proxy là gì và cách cài đặt proxy ở trong Filmora như thế nào. Bây giờ mình sẽ vào mình xóa đi nhé, xóa để cho các bạn xem. Ví dụ ở đây trong phần này cái proxy này nó là 10GB đúng không, mình sẽ xóa 10GB proxy này đi để trả lại 10GB về cho cái ổ cứng này, tức là ổ C của mình này. Ổ C còn 2,38GB này, tức là còn rất là ít, nó sẽ chạy, nó bị giật. Đấy, thì mình sẽ xóa nó hết đi. Nhưng mà mình khuyến cáo các bạn là chỉ xóa khi nào mà các bạn đã hoàn thành hết tất cả các cái dự án rồi nhé. Hoàn thành tất cả các cái dự án rồi thì các bạn hãy xóa cái proxy đi. Còn nếu như mà không ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dự án của bạn. Bạn này phải tạo phần mềm, nó phải tạo proxy lại cho bạn. Ví dụ đây mình sẽ vào lại là Wondershare này. Không, mình sẽ search luôn phần proxy này. Đấy. Mình sẽ search ở đây proxy ở trong Wondershare. Mình kích vào đây. Sau đấy mình sẽ vào thẳng cái folder này và mình sẽ còn control all và tất cả mình xóa nó đi. Nó báo là 10GB thì quá lớn, để xóa thẳng luôn, không đưa vào thùng rác. Ok, xóa yes. Đó, sau khi xóa xong rồi, bây giờ mình quay trở lại máy tính của mình thì mình sẽ kiếm lại được 10GB ổ dung lượng trống cho ổ C của mình. Bây giờ đã là 12,5GB rồi. Đấy, thì proxy ở trong Filmora 10 hoặc là Filmora 9 thì nó đơn giản thế thôi. Bạn chỉ việc cài đặt cái chức năng đấy và bạn xóa proxy thường xuyên để các bạn có thể dọn dẹp thêm, các bạn kiếm thêm ổ trống, thêm dung lượng trống ở trên ổ đĩa của bạn. Ok, video làm đơn giản thôi. Mà nào còn thắc mắc gì thì bạn có thể hỏi mình ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.